đừng có giả bụng lên người ta cười. Ai mà cười, bụng đàn ông đâu ai cười đâu, nhưng mà bụng cô tiên người ta mới cười nè. Bụng con nhà xíu xìu à. Đâu giỡn cô ba coi coi. Nè. Đây. Ồ, cái bụng này mà nhỏ, bụng này bự quá trời bự. Ê. Nhà xíu à. Hình như cái bụng này cũng có bầu nữa nè. Không có. Bụng con đâu làm gì mà có bầu. Nè. À con tóc ngắn nè, con tóc ngay đây mà cậu ba tóc ngang vậy nè. À, cậu ba con gái nữa rồi. Cậu ba là con trai mà. Sao cậu ba để tóc dài tiếp? Sao cậu ba không cắt bớt đi? Để cho thành con trai. Tóc ngắn mà nè, thấy chưa? Tim nó thành gái nè, tóc tim dài nè. Nè, tóc ở dưới đây mà. Ủa con dưới tóc mà đâu phải con là con gái đâu. Nhưng mà tóc con dài là con gái. Nhưng mà không có cô lận gái. Cái gì? Có cái gì chứ? Không có con cô. Nè, nhìn đây, cái tóc con xẹp rồi nè. Mà con có không? Có cái gì? Cô. Đâu? Cậu bạn có thấy đâu? Đâu? Coi coi. Dạ. Đâu? Quần cứng không? Quần cứng quá hả? Thôi khỏi coi đi. Khỏi coi đi. Như vậy là con trai đúng không? Còn con gái là sao? Con gái là con ba. Ê, không phải vậy. Nè, thấy không? Tóc dài nè. Dài đâu dài, tóc cậu ba ngắn. Tóc dài phải tới nè, em phải tới cái chán rằng đó chứ. Không phải ngắn ở đây. Ngắn đây là con gái. Mai cậu ba đi đẻ em bé hả? Ngày mai đi đẻ em bé. Ngày mai cậu ba sẽ đẻ một đứa đặt tên là Cutin em. Cutin anh đi. Cutin anh. Thôi đặt tên Cutin con đi. À, Cutin con. Hai Cutin con rồi. Hai Cutin con luôn. Thôi, nhưng mà Cutin con này là phải dễ thương hơn Cutin này. Ai Cutin này dễ thương mà. Chứ dễ thương không? Dễ thương chứ sao? Dễ thương chỗ nào đâu, cậu ba đâu thấy dễ thương chỗ nào đâu. À, không biết nữa. Uống cậu ba. Hả? Uống cà phê đi, cho bụng bầu nó bự lên. Uống cà phê để làm gì? Cho bụng bầu bự lên. Bụng bầu bự lên. Bự lên để làm gì? Để em bé Cutin con.